Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang có được những hình ảnh từ sân vận động Amex, nơi đang chắp cánh cho những chú mồng biển bay cao mùa giải năm nay. Đây là một mùa giải mà các cầu thủ Brighton đối mặt với rất nhiều những sự biến động. Rất tốt tốc độ của Tariq Lamptey, quả tạt khá nguy hiểm. Liệu có phạt đền hay không đây? Ngay từ những phút đầu tiên thì khung thành của Bournemouth đã trải qua một phen sóng gió. Quả tạt đầy khó chịu và Neto đã gặp bất lợi trong pha tranh chấp bóng bổng với Danny Welbeck. Sau đó thì Senesi đã có tình huống va chạm đối với tiền đạo còn lại, đó là Undaf. Rất nguy hiểm. Cú chạm vừa rồi là của Chris Meepham. Số 6 của Bournemouth đã có tình huống lẻn đi và cắt mặt rất nhanh. Vừa rồi thì Undaf đã không kịp đề phòng với tình huống lướt đi của Chris Meepham. Cú chạm bóng cũng là khá tinh tế. Bây giờ là pha lên bóng với tốc độ của Tariq Lamptey, đường chuyền rất hay, cơ hội. Neto băng ra xuất sắc, Solimac. Không thể có cú đá bồi sau đó. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa tình huống thoát pressing như đã tập của các cầu thủ Brighton. Rất nhiều khoảng trống, không hề có lỗi việt vị. Nhưng Neto đã bắt bài đối phương rất tốt. Đó là tốc độ của Undaf. Cơ hội. Rất bình tĩnh, dứt điểm, không vào. Undaf gần không vào. Tiếp tục là Undaf vẫn chưa vào. Thật không thể tin nổi. Thật không thể tin nổi điều gì vừa diễn ra. Và có lẽ là chính Neto. Chính Neto cũng không thể hiểu nổi là tại sao anh chưa phải nhận bàn thua ở tình huống này. Một pha chuyền bóng rất bất cẩn của thủ môn người Brazil. Undaf sút quả bóng đầu tiên thì trúng hậu vệ đối phương, sút quả bóng thứ hai thì trúng người thủ môn, và sút quả bóng thứ ba thì lại trúng cột dọc. Tôi thấy rằng là Brighton rất chủ động với cách chơi bóng của mình. Đây là điều họ đã được xây dựng từ rất lâu. Jadon Anthony, cơ hội, dứt điểm, không vào. Pha phối hợp chống biên rất hay giữa Anthony và Zemura, và quả trả ngược cũng là hoàn hảo. Khoảng trống mênh mông dành cho Jefferson Lerma ở ngay trước khu vực cầu môn của đội chủ nhà. Nhưng đáng tiếc là tiền vệ mạng số 8 lại không thể dứt điểm thành công. Một pha kéo người rất hay đến từ Semenyo thu toàn bộ sự chú ý, và Lerma đã giành chân để dứt điểm. The Cherries gặp rất nhiều những vấn đề. Khá nguy hiểm. Quả tạt cắt ngang khung thành của Robert Sanchez. Jadon Anthony, số 32 đã ngã trong vòng cấm. Jadon Anthony đã rất cố gắng để vướng chân mình vào chỗ của Tariq Lamptey. Một cái chạm rất nhỏ thôi của Jadon Anthony. Để nói là trọng tài Craig Pawson đã nhận định cực kỳ chính xác. Cậu ta xuống dành cho Ouattara. Pha tranh chấp mà Ouattara đã ngã, và các cầu thủ Bournemouth đòi một quả phạt đền. Đã có khá nhiều lần mà cầu thủ của Bournemouth ngã ra trong vòng cấm từ đầu hiệp 1 cho tới giờ. Nhưng có lẽ đây chưa phải là một pha va chạm đủ để trọng tài Craig Pawson đưa ra một quyết định phạt đền. Sẽ cần thêm những tham khảo từ VAR. Và trọng tài Craig Pawson đã ra dấu cho trận đấu tiếp tục. Solimac, đường chuyền khá hay. Undaf dứt điểm tuyến hai, không thành công. Billy Gilmore đã có một pha bằng lên âm thầm từ tuyến hai để có cú dứt điểm vừa rồi. Đáng tiếc là bóng không vượt qua được Jefferson Lerma, và cả tình huống chọc khe vừa rồi của anh cũng không đánh bại được số 8 của Bournemouth. Rất tốt, Solimac chân phải. Đó là quả căng ngang chứ không phải là cú sút của Solimac. Mitoma qua người rất hay, cơ hội. Điểm chạm vẫn chưa được sự chính xác đến từ các cầu thủ trong vòng cấm. Traore, vẫn là tốc độ của Traore, rất hay. Anthony, Anthony, vẫn là Anthony, không được. Dừng lại trước ngưỡng cửa mang tên Joel Veltman. Thực sự cần một sự bình tĩnh rất lớn, một cái đầu thực sự tỉnh táo để Veltman có thể thực hiện cú tắc bóng vừa rồi.
tình huống đầy nhạy cảm trong vòng cấm. Và một lần nữa chúng ta xem lại tình huống cài người đến từ Undav và sau đó là phá thoát xuống của Solimac. Động tác qua người rất dẻo của Karu Mitoma. Estupiñan, Solimac. Có thể thấy rõ được sự luống cuống trong cách tổ chức phòng ngự của các cầu thủ Bournemouth. Họ lùi về rất đông. Tuy nhiên tính liên lạc đối với những người đồng đội lại không thực sự như ý. Và những pha bóng của họ cũng không dứt khoát. Rất hay. Đường chuyền vào rất nguy hiểm. Pascal Gross với đường chuyền hoàn hảo hướng tới Undav. Và anh cũng đã quan sát được rất nhanh Welbeck đang xin bóng. Quả căng ngang đầy khó chịu Undav, nhưng điểm tiếp xúc của Welbeck lại không thực sự như ý. Lại là tốc độ của Jordan Zemura. Zemura quạt bóng rất hay, đường chuyền vào bằng chân phải, đánh đâu. Rất tiếc. Lâm Ty đang di chuyển, dứt điểm ngay. Cú sút của anh, bóng đi thẳng lên trời. Hơi tiếc cho cựu tiền đạo của Manchester United. Quả tạt khá khó chịu bằng chân trái của Lâm Ty. Dứt điểm, rất nguy hiểm. Đó là pha sút bóng sớm của Billy Gilmore. Và có vẻ như đây cũng là lúc mà các cầu thủ Brighton thực hiện sự thay đổi người của mình. Tình huống duỗi mù rất nhanh. Cú vô lê nửa này, bóng chỉ thiếu một chút chính xác mà thôi. Sarmiento quá người thành công, cánh phải đang khá trống nhưng Sarmiento quyết định sút ngay. Pha xử lý không thành công. Phản công dành cho Bournemouth. Quá người thành công rồi. Cơ hội. Dứt điểm. Không vào. Một cơ hội tuyệt vời dành cho Semenyo từ bên phần sân nhà, vượt qua được sự truy cản đến từ Joel Vettman. Mặc dù vậy khi có cơ hội dứt điểm thì anh lại không chiến thắng được Estupiñan. Caicedo. Bóng đập chân một hậu vệ áo đỏ và nằm gọn trong tay của Neto sau đó. Giúp đến từ Sanchez trong cầu môn. Dứt điểm. Cú sút của Dango nhưng vẫn quá hiền. Các cầu thủ Bournemouth cho rằng bóng đã chạm tay nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục. Dứt điểm. Không vào. Đó Dango Ouattara. Bật rất rõ vào tay của Estupiñan. Giờ là quyết định của trọng tài chính và tổ VAR mà thôi. Và không có gì cả. Cả cross. Cái Caicedo. Dứt điểm. Cơ hội Mitoma. Mitoma không vào. Enciso. Đánh đâu. Không vào, như vậy là bóng đã đi qua vạch vôi rồi. Và đó còn là ai khác ngoài Karu Mitoma. Còn ai khác đây ngoài cầu thủ người Nhật Bản, bảo vật của Brighton vào lúc này. Mitoma nhận bóng ở sát biên và sau đó âm thầm xâm nhập vòng cấm. Không có bất cứ một sự chú ý nào từ các hậu vệ áo đỏ với chàng trai mang số 22. Chọn vị trí quá khôn ngoan. Và quả tạt của Sarmiento phải nói là hoàn hảo. Cú đánh đầu quá hiểm của Karu Mitoma. Neto giữ bay người hết cỡ nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Và niềm vui đã đến với Roberto De Zerbi và các cổ động viên trên sân Amex. Dứt điểm. Cú sút khá căng.
Và trọng tài Craig Pawson cũng đã nổi còi khép lại trận đấu đầy căng thẳng giữa Brighton và Bournemouth. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Kyrie Mitoma đã đem về 3 điểm trọn vẹn, giữ chiến thắng ở lại với sân Amex.